Ai ăn mì gói ở trong công ty vậy? Tất cả quản lý vào trong phòng anh gấp nha. Trong ba người ấy, là ai? Nhận đi. Rốt cuộc là bộ phận nào? Tìm ra cho anh. Dạ là em ạ. Dạ anh Linh ơi, anh Tính đã lâu chưa đi làm việc, bây giờ mới qua công ty mình, nhưng mà cũng chưa có tiền đóng tiền nhà nữa, cho nên là bị chủ nhà đuổi ra ngoài rồi. Mấy nay thì cần chỗ để ăn ở, cho nên mới... Không cần phải giải thích với anh. Anh Linh ơi, Tính là thu nhập chính của gia đình á, bây giờ cả nhà trông chờ một mình Tính à. Anh mấy ngày nay em thấy Tính làm cũng tăng ca đồ dữ lắm, anh đừng có đuổi Tính nha anh. Việc hôm nay cần phải được xử lý, em mau thu dọn đồ đạc đi. Phượng dẫn bạn đi. Em à, mình đi thôi. Này khoan đã. Dạ anh lên cho gọi em à. Em nhanh chóng đi tìm cho anh một cái phòng thật tốt ấy, để mà cho Tín vào đó ở nhé. Chờ ở như thế này cảm hết đấy. Dạ. Sẵn em mua ít rau thịt cho bạn ăn rồi nhé. Lâu rồi cũng ăn mì tôm nhiều rồi đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.